Thưa quý vị, một điểm báo ngay sau đây sẽ cùng quý vị chúng ta sẽ điểm qua những bài viết đáng chú ý được đăng trên các mặt báo số ra ngày hôm nay. Trên báo Kinh tế và Đô thị sáng nay có bài viết, thời điểm hiện nay thì giao thương hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc đang rất sôi động. Để bắt kịp ngay với thị trường 1,4 tỷ dân này, từ trước khi nước này chính thức mở cửa trở lại sau thời gian dài chống dịch, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam từ trước đó đã sẵn sàng nguồn cung và đồng thời chú trọng đến cái việc là tuân thủ các thủ tục về kiểm dịch khắc khe. Theo bài viết, thì việc Trung Quốc mở cửa trở lại cũng đặt ra nhiều yêu cầu khắc khe hơn đối với doanh nghiệp Việt. Như trước đây, các công đoạn đánh mã vùng trồng, bao gói sản phẩm chỉ được giám sát trực tuyến, thì nay Trung Quốc có thể có điều kiện đi lại để kiểm tra trực tiếp. Nếu doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nào làm ăn thiếu bài bản, thiếu chỉnh chu trong khâu tuân thủ các quy định đã giao kết thì rất dễ bị chấm dứt đơn hàng. Các chuyên gia cấp cao của Bộ Công Thương cũng cho biết, để tận dụng được cơ hội tại thị trường Trung Quốc, thì các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cần phải phản ứng nhanh, đánh giá tốt tình hình, đồng thời tận dụng và khai thác tốt hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP và các doanh nghiệp cũng cần đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu để tránh bị đứt gãy nguồn cung cũng như đẩy mạnh được xuất khẩu. Thưa quý vị, một bài báo về y tế Biến thể mới xuất hiện, đặc biệt là XBB.1.5, có thể sẽ lây lan nhiều hơn. Đây là nhận định của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu. Do vậy, nhằm ứng phó với dịch bệnh có nguy cơ bùng phát vào dịp Tết này, các trung tâm kinh tế văn hóa lớn của đất nước đã sẵn sàng các kịch bản để không bị động. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, số ca COVID-19 ở các bệnh viện tăng cao gấp 3-4 lần và hầu hết bệnh nhân đều có triệu chứng. Số ca nặng cần thổ oxy gia tăng, theo đó, phương án kích hoạt lại Bệnh viện giải chiến số 13 với quy mô 100 giường đã được chấp nhận để thu dung và điều trị các trường hợp COVID-19 nặng cần sự hồi sức tích cực. Còn tại Hà Nội, trước tình hình các bệnh truyền nhiễm đang có xu hướng gia tăng, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu CDC Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát phát hiện sớm ca bệnh, xử lý kịp thời ổ dịch, đồng thời tăng cường công tác kiểm dịch y tế quốc tế, kiểm soát hành khách nhập cảnh từ các vùng có dịch, vùng có ổ dịch cũ, chủ động hoàn thiện các phương án phòng chống dịch, chuẩn bị cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện cho công tác phòng chống dịch, sẵn sàng bao vây, khống chế ổ dịch tại cộng đồng. Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc tăng cường công tác kiểm định và có chế độ đồng viên, đăng kiểm viên kịp thời. Để tăng cường công tác kiểm định và phục vụ nhu cầu của người dân doanh nghiệp vào thời điểm trước Tết sau Tết nguyên Đán. Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới tiếp tục tăng cường công tác kiểm định xe, đảm bảo theo quy định, cần chủ động sáng tạo vận dụng một cách linh hoạt khoa học để thực hiện hiệu quả các giải pháp đã được đưa ra nhằm nâng cao năng suất chất lượng trong công tác kiểm định, phục vụ tối đa nhu cầu kiểm định của người dân và doanh nghiệp. Tiêu chuẩn cơ sở lần này có thể coi là văn bản đầu tiên hướng dẫn đăng ký và triển khai việc ứng dụng thiết bị bay không người lái, UFV hay drone trong lĩnh vực nông nghiệp và bảo vệ thực vật. Theo đại diện Cục Bảo vệ Thực vật, việc thử nghiệm đã được tiến hành trên 7 nhóm cây trồng chính với 8 dạng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ 15 loại sinh vật gây hại tại nhiều địa bàn sản xuất nông nghiệp khác nhau trên cả nước. Kết quả cho thấy, tiềm năng ứng dụng công nghệ drone để phun thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ một số dịch hại là rất lớn, đặc biệt là các cây trồng như lúa, ngô, cây ăn quả với mức độ phòng trừ tương đương hoặc cao hơn so với phun thông thường. Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ thiết bị drone cũng giúp tiết kiệm đáng kể lượng nước, thuốc sử dụng và công lao động. Việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở này là cơ sở quan trọng cho các doanh nghiệp áp dụng trong việc đăng ký sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên drone trong tương lai.